Chào anh chị cô chú các bác nhá. Hôm nay anh em chỗ ông anh có đi làm trên công ty phá dỡ rác dọn nhà thì có mấy đồ quay cho anh chị cô Máy chú máy xe sinh tố. xem chơi chơi cho vui. Đây là nước hoa, vui rồi bạt ngàn trời mây luôn. Còn rượu thì không nói chuyện rồi. Đây quý vị thấy Suntory rồi, đây cũng whisky of Japan nhé. Rồi whisky này. Đấy, toàn là Nikka này, toàn là rượu ngon không. Royal, Suntory Royal, toàn là rượu ngon không, nước hoa này. Toàn nước hoa Nhật không, Tokyo. Đó. Đủ loại màu của Nhật. Gần như chưa sử dụng luôn này, anh chị em, cái này gần chưa sử dụng luôn nhờ. Chưa sử dụng Chờ, cái này, túi này Royal, ở đâu, cái... chưa sử dụng hết, sử dụng thì lấy làm cái gì, Ôi túi giời. tiệc đi, đầu túi đục Đây bao nhiêu chứ có cái đĩa mạ vàng 24K này, cái 24 sau sau có ghi luôn. Túi mạ vàng luôn, ghê thật. Thì phá nhà dỡ nhà cho người ta được nhiều món đẹp lắm quý vị. Đây có cái gì đây? Cái kỷ niệm của công ty Taguchi thành lập vào cái năm 16, là cái năm 95 gì đó. 1995, 31 tháng 10. Kỳ sai ở đây luôn hả? Ở đây luôn hả? đúng không? Cái này là của công trình ở đây luôn. Ngon đấy. Đẹp đấy. Còn đây có đài National này là đang còn nguyên trong hộp luôn. Nguyên trong hộp, còn Nguyên còn giấy giấy tờ giấy luôn. tờ. Nguyên giấy tờ và chưa sử dụng luôn. Con này thì FM AM và cassette. Con này Đọc rồi nghe ok không? FM lại, nhưng mà FM không có 108 Hz nên là không bắt được ở Việt Nam. Việt Nam cái kênh 108 thì người ta mới nghe nhiều, chứ còn mấy kênh khác ít hơn. Còn ví dụ bài đồ đây, một rượu này, rất nhiều rượu luôn, Napoleon luôn nhé. Napoleon tiền mấy man, mấy triệu một chai. Đồng hồ con cụ mèo rất là đẹp. Đấy. Nhiều con đẹp nữa anh không lấy. Kính kiếc đẹp luôn. Rồi băng đài nhiều lắm. Rồi xoong nồi này. Quý vị ở Việt Nam có nhu cầu mua xoong Nhật thì bên em bán về cho với giá rẻ. Những cái đồ này chưa sử dụng hết. Và thường ở bên này thì người ta đi dọn nhà xong người ta vứt rác, nên là bên em lấy về bán giá rất là rẻ. Nồi niêu xoong chảo này. Đấy thì chỗ này chơi anh tặng cho cái nồi. Rất là ngon. Là đĩa, quý vị thấy đĩa toàn made in Japan luôn. Hoa văn cá chép cá trê rất là nhiều luôn, toàn là trong nguyên hộp hết, chưa sử dụng luôn chứ không phải là đã sử dụng. Đây là quý vị, chưa sử dụng luôn, mỗi tinh tinh trong này nữa. Đó, đĩa rất là đẹp, mới tinh Japan hết đấy. Đĩa rồi bát thì rất là đẹp, còn mà còn nguyên cái hộp, nhìn cái hộp là thấy ngon. À đây gì đây, cà rê gì đây. Đây là đĩa để ăn cà rê. Đó, đĩa này là chuyên để ăn cà rê bên Nhật này. Nhật này thì hay ăn cà rê. Đấy, đĩa này nó ghi luôn ngoài hộp là đĩa để ăn cà rê. Đây, cà rê đĩa này. Còn trong này cũng hộp cốc cu rồi. Đẹp đấy. Rất là đẹp luôn. Tinh đẹp thật. Mà còn chưa sử dụng hết. Nguyên hộp. Bên Nhật này người ta dùng rất là giữ đồ. Đến lúc quăng vẫn còn nguyên hộp, chứ không phải là như ở Việt Nam mình là mua về là quăng hộp đã. Không dùng nó vẫn là nguyên hộp, nó Nhà chất đống trong nhà. gậy đánh góp cũng thứ rất là nhiều luôn, tay lo mết luôn. Hôm nay anh ra đục vui xem mẹ con này đâu đúng hãng, nhưng nó bán một bán hai, nhưng bảo mẹ hôm nào rảnh nhất tao bạn mang ra xem mày bán lấy bằng gì. Đây đĩa, đĩa rồi dao rồi gì đây, cốc chén nhiều lắm. Dao này, dao nguyên hộp nha quý vị nhé. Gì đây, Takayori Ryori Hocho này. Đây, stainless steel thép không rỉ nha quý vị nha. Nguyên hộp nha, bóng loáng nha. Đó. Cũng có dao rồi, dao mới chưa sử dụng nha quý vị nha. Vì có mua dao Nhật Kia thì còn nguyên đây, nguyên mác, nguyên tem luôn nha. Quý vị nào có nhu cầu đồ này thì hiện tại em mỗi liên hệ được mỗi anh này, đồ rất là nhiều, đồ đẹp và rẻ nha quý vị nha.
em đỡ phải đi lên trên bãi, nó xa, bãi thì cái gì cũng có nhưng mà không muỗi bằng ở đây. Đấy thì Độc nó luôn, mới luôn. muỗi luôn. Mà độc nhà giàu, độc hãng Đây, xịn của nó. giữa chân thì còn ba đồ sen vòi vứt đầy nha quý vị. Rồi đây, đồng hồ này, đồng hồ này là cũng lấy từ công trình nhà dân hết, lục bình như thứ này. Đó, đó cả con trâu bằng đồng này. Đây con này bằng gỗ. Đấy, rất là nhiều đồ như quý vị nha. Quý vị nào có nhu cầu hàng ví dụ rượu này thì cũng cứ liên hệ em, có đóng thùng đưa về cho quý vị hết. Rượu rất là nhiều. Bệt vệ sinh tủ lạnh này cũng lấy từ công trình về. Tủ này thì đưa Việt Nam chịu rồi, nhưng mà tại vì không có công, không có container để đóng, không có công ty, thì Ở cá Việt Nam nhân chắc không là làm. 7 triệu. 7 triệu sau được anh. Trời ơi, cái này ở Việt Nam thì bán được trên chục mười mấy triệu. Đâu, gọi là mình cứ mình gửi về tầm 7 À triệu. ừ. Con này nặng Cái này nó về Việt Nam nặng bán 70 cân mười cho mấy 10 20 cái triệu là bình thôi. thường anh. Là Đây, Việt Nam cũng bán 20 đồng triệu. hồ đẹp là như kiểu Mayweather đeo đai vàng boxing. Nó kéo thử thì không nói chuyện thôi. Đấy, quý vị có nhu cầu hàng bãi chính hãng thì liên hệ với em nha, hàng đẹp nha, không phải là bãi rác nha.